Chào các bạn, đây là phần kiểm tra bài tập về nhà của các bạn với 6 cấu trúc câu đầu tiên của bài số 1. Mình sẽ nói tiếng Việt và các bạn sẽ phản xạ lại bằng tiếng Anh nhé. Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tên của tôi là Minh. Please allow me to introduce myself. My name is Minh. Họ tên tôi là Nguyễn Văn A. Bạn có thể gọi tôi là A. My full name is Nguyễn Văn A. You can call me A in short. Thật tốt khi gặp lại bạn. It's good to meet you again. Tôi 32 tuổi. I'm 32 years old. Tôi đến từ Việt Nam. I'm from Vietnam. Tôi là một nhân viên văn phòng. I'm an office worker. Cho phép tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là Phương. Please allow me to introduce myself. I'm Phương. Họ của tôi là Nguyễn, tên của tôi là An. Bạn có thể gọi tôi là An nhé. My last name is Nguyễn. My first name is An. You can call me An in short. Thật tuyệt khi gặp bạn. It's great to meet you. Tôi đến từ tỉnh Đồng Nai. I'm from Đồng Nai province. Tôi hơn 30 tuổi rồi. I'm more than 30. Tôi là sinh viên. I'm a student. Cho phép tôi giới thiệu bạn của tôi. Cô ấy là Nhung. Please allow me to introduce my friend. Her name is Nhung. Tên của tôi là An. Biệt danh của tôi là Anna. Bạn có thể gọi tôi là Anna nhé. My name is Anne. My nickname is Anna. You can call me Anna in short. Thật tốt khi biết bạn. It's nice to know you. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. I'm from Ho Chi Minh City. Tôi gần 30 rồi. I'm almost 30. Tôi làm nội trợ ở nhà. I'm a housewife. Tôi cỡ tuổi của bạn. I'm around your age. Cho phép tôi giới thiệu đồng nghiệp của mình. Tên anh ấy là Huy. Please allow me to introduce my coworker. His name is Huy. Thật tốt khi gặp lại bạn. It's good to meet you again. Tôi đang thất nghiệp. I'm jobless. Thật tuyệt khi được nói chuyện với bạn. It's great to talk to you. Tôi đang tìm việc. I'm between jobs. Tôi đang trong khoảng từ 20 tới 25 tuổi. I'm in my early 30, 20. Rất hân hạnh khi gặp bạn. It's a pleasure to meet you. Tôi ở nhà chăm con. I'm a stay at home mom. Tôi trong khoảng từ 30 tới 40 tuổi. I'm in my late 30. Tôi tự làm chủ. I'm self-employed. Tôi là thực tập sinh. I'm a trainee. I'm an intern. Chúc các bạn hoàn thành bài tập về nhà thật tốt.